Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay mình chuẩn bị đi bắt cá mọi người ạ. Đi vào trong khe đi bắt cá. Hai thằng em đi trước rồi, bây giờ còn mình đi theo sau. Đấy. Quay mùa này thì gặp xong thì bây giờ nó trần trụi như thế này mọi người ạ. Thôi bây giờ mình đi vào trong khe. Trong khe đi bắt cá nhá. Giờ đi vào trong khe kia. Tít trong kia. Hai thằng em đi trước rồi. Mọi người thấy rung lắm không? Rung lắm rồi. Cái máy này nó không hỗ trợ chống rung mọi người ạ. Thôi rung. Thôi rung quá à. Tắt đi đến trong kia mới quay nhá. Chứ cái đường đi thế này nó rung quá. Cái hoa gì này, nợ này, cái này không phải đào đâu, hoa mai à, đúng không nhỉ, hoa mai hay sao ấy? Nợ vài cái ấy. Rồi đến đường rồi, hồi tăng đi đã và đến trong kia đã. Không đi thế này nó rung quá mọi người ạ. Đến rồi này mọi người, vào trong cái ao này thôi. Được không đấy? Ok là được không? Vào trong cái ao bé tí này không? Không biết là trước thả nhiều lắm mà không biết bây giờ có cá không? Dầu ngon này mọi người. Được con nào chưa? Được con nào chưa? Mới được một con thôi á. Trước thả nhiều lắm mà. Phải dùng lưới mọi người ạ. Dùng lưới thì mới ăn được. Mùa này lạnh nữa. Đi vào trong nước là đây này, có vào không? Không thấy vào con nào luôn. Thấy cái lưới nó động đại chỗ nào đâu. Được một con trong xô này rồi. Đây. Con khá to này. Cái rảo hay là không còn nữa. Đụng đầu luôn. Cá không được, rác thì được nhiều. Không được thì tí thả dưới cái ao của bọn nó dưới này. Cái bên dưới này là của người ta. Bên dưới này nhiều cá. Đây. Bên kia họ mới đào đường để khai thác gỗ trên đồi này. Mẹ lâu lắm ạ. Cái mẹ tính kiếm cần tụ ăn nào hơn. Số chân kiếm to hơn đó. Đang phát sóng ngắn bảo à, hai thằng em à. Ở dưới nước bát thôi. Mình ở trên là cạn thôi. Được con nào không? Được vài con về làm à? Rất tối rồi. Đây. Trên kia là cái dãy người ta trồng sắn, người ta vừa mới đào hết rồi. Vài
còn không mà không thấy vào con nào đấy. Con nào đâu? Hay là bắt hết rồi bà? Chắc nó ở gần bờ thôi. Bây giờ phải đi theo bờ ấy. Đi theo bờ quấy quấy cho nó chạy ra. Nó đông không này. Ô kia vào con này. Thoát rồi hay không? Ô thoát rồi. Con bé thôi. Vào con mà nó lại chạy thoát rồi. Nó mít mà thế còn nhiều mà. Bây giờ không thấy đâu hết rồi. Hay là ai bắt hết rồi? Nhưng mà ở đây không có ai bắt đâu. Que que này thì thoải mái luôn đấy mọi người ạ. Cá hoặc là gà hoặc cái gì thoải mái thả trong khe. Chả thằng nào mò vào lấy đâu. Nên đi đâu rồi? Chắc nó chạy vào ở sát bờ ấy. Vào phần nào mới một con sao đủ ăn. Không thấy đúng đâu. Đâu nhỉ? Cái này bán nhiều quá, nó khột quá rồi. Thấy vào luôn ấy. Mỏi. Kia vào con rồi. Kia có một con vào rồi. Có một con vào kia rồi. Nhưng mà không biết gọi đâu. Thoát rồi. Ô kìa. Là ổ phá cá tầm nè, lên nó. Kìa. Điều một em nữa rồi. Bây giờ được có hai con. Lạnh quá. Lạnh. To quá mọi người, không gỡ được, phải hai người mọi người ạ. Hai người mới gỡ được. Lạnh quá. Bé tí. Lấy cái sổ này đựng này.
Đấy. Đây. Hai con rồi nhá. Hai con rồi. Ui. Ui. Để có mà nhảy ra nhá. Hai con rồi. Hai con rồi. Nãy giờ thì cũng được hai con rồi. Cá này. Kiểu lạnh quá nó cứ chạy vào ở sát bờ rồi. Xem nào, có con nào vào đâu không? Sau một hồi quay vác thì được 3 con rồi mọi người ạ. Và 3 con này thì đủ 3 anh em mình ăn quá rồi. Và bây giờ thì cũng thu lưới và chuẩn bị đi về thôi. Và khả năng là mình cũng chuẩn bị dừng video thôi mọi người. Thôi, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.